Thím Mập Review xin chào các bạn. Anh chàng này đang xếp những miếng Lego khổng lồ nhất mà tôi từng nhìn thấy. Một cái, hai cái, có lẽ anh ta đang lắp một mô hình khổng lồ chăng? Có vẻ đã hoàn thành được bức tường, anh Giai vui sướng nhảy múa ăn mừng. Không biết hôm nay chúng ta có trò gì mới đây, cùng theo chân Thím Mập đi hóng nhé. Với những anh chàng thiếu gia nhà mặt phố bố làm to, cả ngày chỉ mua nhà nghĩ cách tiêu sao cho hết tiền. Nên là hôm nay chơi lớn luôn, mua Lego về ghép thành một ngôi nhà, cho bạn bè hàng xóm trầm trồ. Ngầu đét, không để anh em phải chờ lâu, mình cùng bắt đầu thôi nào. Trước mắt chúng ta là cả đám Lego đầy đủ màu sắc luôn. Nhà giàu thích thật, anh Giai này đang lấy một chiếc xe kéo mới sang xịn mịn để kéo một chồng Lego cao hơn cả mình. Ui giờ kéo có tẹo thế thôi mà cũng vất vả. Đúng là công tử nhà giàu mà. Kéo qua xong kéo lại, khoe của hả? Biết nhà bạn thì kinh rồi, gớm. À không, lần trước là chồng Lego đủ sắc màu, còn lần này chỉ là một chồng màu xanh. Xin lỗi được chưa? Kéo không nổi anh ta chuyển qua đẩy luôn rồi. Tập trung vào việc đi nào, cứ ngồi nói luyên thuyên. Làm việc nhưng vẫn không quên tấu hài nha. Tư thế kéo bằng chân luôn, làm mình liên tưởng giống một con bò đang kéo xe luôn. Sau một lúc mới kéo được hết chúng. Kìa, sao anh nhảy được lên cao vậy? Anh sinh năm khỉ hả? Lên đấy khoe đồ mới chịu cơ. Hôm nay anh ta sẽ thực hiện thử thách xây một ngôi nhà hoàn toàn bằng Lego. Giơ lên một cục màu xanh lá cây còn to hơn cả đầu, xong vứt đi. Rất là khó hiểu luôn, nhiều quá nên không tiếc của hay gì. Nào, dân chuyên nghiệp làm việc là phải có bản vẽ đấy nhớ. À đây rồi. Vẽ xấu quá đấy anh Giai, như này có khác gì xúc phạm người xem không? Cũng có đủ gara, sân vườn, rồi 2-3 cái phòng. Được quá chứ nhỉ? Chống mắt lên xem anh làm có nổi không? Cần có một bộ khung bằng gỗ để căn nhà đứng vững. Chứ nếu không thì nó cũng yếu đuối như anh Giai vậy. Tiền mua Lego đã chớ đây còn tiền thuê người làm nữa. Suy nghĩ của bọn thừa tiền mà. Nhìn đội ngũ hùng hậu này làm trông chuyên nghiệp thực sự. Công việc này rất kỳ công và tốn nhiều tiền bạc, nhưng không sao, đã có bố anh lo cứ việc phá đi. Sợi gỗ phải màu hồng luôn nó mới ngựa chứ. Trong khi mọi người đang rất năng suất, anh này ngồi đây khua môi múa mép. Ủa rảnh quá nên tung Lego lên chơi chơi. Vào mà làm việc đi, không đến tối không xong. Làm được 6 tuần rồi mà vẫn chưa xong kia kìa. Ngồi ảo tưởng một tí, nghĩ về thành quả của mình thôi mà. Các bạn đoán xem bao lâu căn nhà Lego mới hoàn thành? Chứ mình thì nghĩ có mà đến Tết Congo. Việc cần làm tiếp theo sau khi hoàn thành bộ khung là xếp các miếng Lego vào. Với hàng nghìn khối đặt đều tăm tắp trên cái pallet, liệu một mình anh có đủ? Tất nhiên là không rồi. Nhưng trước hết cứ phải thể hiện cái đã. Đây là pallet 21/25. Anh chàng này bóc một lớp màng bảo vệ thôi cũng phải màu mè. Dùng hết sức kéo nào. Còn thử độ cứng của Lego bằng chân mình. Haha, đúng là không biết lượng sức. Nhìn mà xem kìa, những khối Lego đủ màu được xếp đều trông rất bắt mắt. Mải chém gió mà đâm luôn vào cửa. Nghĩ nó là cửa tự động hay gì? Không có đâu anh ơi. Lắp được có 5 cục thôi đã thở dốc rồi. Tốt nhất là anh nên đi ra cho đỡ vướng chân người khác. Trông cũng chuyên nghiệp phết nhờ. Cẩn thận lau chùi trước khi lắp. Sợ có cứt chuột trong đấy hả? Nhìn ông này lắp ngứa mắt nhỉ anh em. Chỉ màu mè là giỏi, nhưng có tiền là có tất cả. Anh không làm được thì anh thuê người khác làm, chuyện nhỏ. Ý là đội ngũ của anh làm việc chăm chỉ quá, chỉ một lát thôi bức tường đã hoàn thiện. Phần nào khó nhất cứ để anh trai lắp nốt 2 khối cuối cùng thôi mà, có gì đâu. Thím Mập còn làm được nhé. Hãy nhìn ngôi nhà xịn sò này mà xem. Điện được lắp khắp nơi luôn, nhà thì siêu rộng. Mình mà có nhà này khi nào bố mẹ mắng, mình sẽ ra đây ở luôn, cũng đầy đủ tiện nghi đấy. Nháy đèn tí xem có hỏng không nào, nghịch vừa thôi cha. Phòng khách thì siêu rộng đủ cho anh em bạn gì đến chơi luôn. Trên đầu còn có một cửa sổ trời siêu thoáng. Đầu tư luôn em cầu trượt nước với bể bơi luôn cho chất anh ơi. Xây xong cho anh em sống ở đây luôn nhé. Nhìn hai cái đèn trước cửa ra vào kia cũng phải vài cụ anh em nhỉ. Mang cái mắc người đầu tiên xây một ngôi nhà Lego cũng oai phết đấy chứ nhỉ. Có một người gõ cửa kìa anh ơi, chắc người ta muốn vào thăm nhà đó, lỡ là trộm thì sao nhỉ, tại căn nhà đẹp quá. Thôi nể lắm mới mở cửa cho xem đấy nhớ, nhà toàn mùi tiền đấy không đùa được đâu. Nhìn tổng quan thì ngôi nhà có một cửa chính và 4 cửa sổ, một cái sân cỏ khá rộng, có thể ngã thoải mái không đau luôn. Khá đầy đủ đấy chứ, có cả gara ô tô tầng 2 còn có ban công luôn, như nhà thật vậy. Tuy nhiên nó không che mưa che nắng được đâu nhé, trời mà mưa thì có mà rụt như nhà tranh vách nứa của các cụ ngày xưa. Nhưng bên trong vẫn là thiết kế bình thường. Tưởng thế nào hóa ra mỗi bên ngoài là Lego, thế này không được rồi. Khóa cửa, cầu thang đồ đạc cũng xịn đấy nhưng mà có phải Lego đâu, anh này bịp rồi. Mình nhìn mãi không thấy nhà vệ sinh đâu nhỉ. Thế này lúc cần giải quyết phải chạy sang nhà hàng xóm à. Không được đâu anh ơi, thế này em không ở nữa. Thiết kế kiểu gì mà két đặt giữa phòng khách thế này. Trộm nó vào nó bê hết của đi. Cái kệ sách màu trắng kia thực chất là một cánh cửa mở sang gara để xe. Ồ ghê nha. Cái nhà để xe cũng siêu bự luôn, cửa tự động các thứ. Được của nó luôn. Sao mà không được cơ chứ, hơn 4 tháng của người ta đấy. Thế này mà không dùng thì hơi phí nha. Đi lên tầng 2 xem có gì không nào. Cầu thang cũng được lắp thêm Lego cho ngầu. Nhà này không có giường để ngủ rồi. Em là em không chịu nằm đất đâu. Đi tham quan cái ban công phát. Cũng là sân cỏ luôn. Đầu tư đấy. Em mang tạm con bò nhà em ra đây anh nuôi hộ nhé. Để thêm cái bồn tắm ở đây thì chưa phải biết. Nhà có đầy đủ ổ cắm điện nha. Rất là xịn sò con bò. Nhưng nhìn vào con số mà ta phải bỏ ra khi xây ngôi nhà này mình cũng rén luôn. 90.000 đô. Có sao đâu, có bố tài trợ mà lo gì.
anh trai này vừa mới nghĩ ra cách tập thể dục mới nè. Đóng cửa tự động gara rồi chạy thật nhanh trước khi nó đóng. Sau khi xây xong còn rất nhiều Lego còn sót lại. Hồi bé đi học không chịu học nên giờ không biết tính toán đây mà. Thôi chỗ này cho em mang về em chơi cũng được. Có cả bàn ghế phía bên dưới. Có vẻ anh trai muốn chuyển ra đây thật rồi. Anh ta muốn làm hai người bạn của mình ngạc nhiên khi giấu việc này suốt 4 tháng. Ok rồi, phải bịt mắt vào mới đúng bài. Cái anh áo xanh này sao lại ôm người ta thế? Định lợi dụng bịt mắt làm trò xấu xa hả? Được rồi, bám vào vai anh áo cam để anh dẫn đi nào. Từ từ thôi nào, mấy anh làm gì mà cứ phải vội. 3, 2, 1 mở mắt. Mọi người tất nhiên là giống chúng ta phải ngạc nhiên rồi. Anh áo xanh này thật là cứ sờ linh ta linh tinh. Háo hức quá hay gì, mở cái kệ sách ra này, bất ngờ đúng không? Tôi biết mở. Anh ơi, xây cả cái nhà để xe to thế này, sao để mỗi con xe bé tí thế? Xe này chỉ để cháu em chơi thôi. Anh ngồi lên hỏng nó đấy. Lần lượt dẫn các anh lên tầng. Cũng chả có gì ngoài cái cửa sổ trời, thôi thì ra ban công đi vậy. Anh áo đỏ còn mới nghĩ ra trò bơi trên cỏ, trông cũng hay đấy chứ nhỉ. Đây là một căn nhà quá tuyệt vời, có thể ở được nhiều người luôn. Tuy nhiên cần phải sắm thêm nhiều đồ đó nha. Sao lại phi xe quá tốc độ trong khu dân cư thế? May là không có công an đấy nhớ. Video hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Nhớ subscribe cho Thím Mập Review nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.